Xin chào tất cả các bạn khán giả của chương trình Inside Serin. Tôi là Hà và tôi là người sáng tạo ra cái chương trình này. Và hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho các bạn một cái bí mật mà tôi áp dụng trong rất là nhiều năm nay. Nó liên quan tới cái quyển sách này. Quyển sách này là khoảng 8.800 cái câu nói hay, cái câu nói trong cuộc sống. Và tại sao cái cuốn sách này quan trọng với tôi đó, là mỗi buổi sáng khi thức dậy, trước khi làm những việc gì, tôi đều lấy cuốn sách này ra và lựa chọn một cái câu ngẫu nhiên trong cuốn sách này, để cho nó ngẫu nhiên như vậy đó. Để xem thử là ngày hôm nay cái thông điệp mà vũ trụ gửi đến cho tôi là cái gì. Tôi muốn suy nghĩ về nó, tôi muốn bắt đầu cái ngày mới bằng cách suy nghĩ, thật sự là suy nghĩ về cái thông điệp đó và ôm lấy cái thông điệp đó, biến nó trở thành cái kim chỉ nam để phục vụ cho những cái gì mình sẽ suy nghĩ, sẽ làm, sẽ hành động, sẽ quyết định trong một cái ngày mới của mình. Bởi vì các bạn thấy đó, có rất nhiều thứ nó xảy ra trong cuộc sống mà chúng ta không kiểm soát được, đúng không? Chúng ta không kiểm soát được thời tiết, chúng ta không kiểm soát được cái kẹt xe thế này thế kia, chúng ta không kiểm soát được cái hành vi người ta bên cạnh họ sẽ làm gì với mình. Nhưng chúng ta sẽ luôn kiểm soát được những cái gì mình muốn đáp trả, mình muốn phản hồi, mình muốn thể hiện, mình muốn quyết định. Và những cái câu như vậy nó rất là quan trọng để cho tôi có thể định hình được cái ngày hôm đó. Nếu như mà lỡ như có những chuyện xảy ra ngoài ý muốn của mình, và chắc chắn nó sẽ có những cái chuyện xảy ra ngoài ý muốn của mình, thì tôi sẽ nhớ lại là buổi sáng hôm nay tôi đọc cái câu gì nó nhắc tôi ra làm sao, để tôi nhớ và tôi thay đổi lại cái quyết định của mình, thay đổi lại cái suy nghĩ của mình, thay đổi lại cái hành động mà mình chuẩn bị làm. Và rất là quan trọng. Thì tôi hy vọng nếu các bạn có điều kiện, có thời gian, hãy đi tìm những quyển như vậy, mua và đặt ở những nơi mà các bạn có thể dễ dàng nhìn thấy mỗi ngày. Nó không tốn kém bao nhiêu hết, mà chắc chắn với các bạn là khi các bạn đọc những cái câu hỏi như vậy, đọc những cái câu nói như vậy, nghe lại chính bản thân mình suy ngẫm về nó, nói ra cái điều đó, nó cho mình cái bài học gì, vũ trụ gửi cho chúng ta cái thông điệp gì, nó sẽ là cái kim chỉ nam cho cái ngày của mình, cho cái quyết định của mình, cho tất cả những cái gì mà mình sẽ làm trong cái ngày hôm đó. Rất khó cho chúng ta bị trôi vào những cái quyết định mà nó sai lầm. Thì hôm nay tôi sẽ cho các bạn một cái câu ngẫu nhiên, thử xem nó là cái gì nha. Ok. Get good directions before heading out. Nghĩa là hãy tìm những cái con đường, những cái hướng đi tốt, thật là làm quen với cái điều đó trước khi chúng ta bước ra khỏi nhà. Đó là cái việc planning. Nó nhắc cho chúng ta là chúng ta phải có một cái kế hoạch, phải nghiên cứu cái kế hoạch của mình cho thật kỹ. Chúng ta muốn làm cái gì, chúng ta muốn đi đâu, chúng ta muốn đưa ra quyết định gì, thì phải get good directions. Là phải tìm hiểu cho nó thật kỹ. Khi chúng ta tìm hiểu kỹ rồi thì cái next là heading out, nghĩa là take action, nghĩa là chúng ta làm, đúng không? Chúng ta làm. Thì đừng có đưa ra những quyết định vội vã mà thiếu suy nghĩ, thiếu cân nhắc, thiếu nghiên cứu về cái điều đó, thiếu tìm hiểu, thiếu thông tin. Và chúng ta đang sống một cái xã hội mà mọi thứ nó chạy vội quá, và nó rất rất dễ bị gọi là thao túng. Báo chí, thông tin, bao nhiêu thứ ở ngoài kia nó không thật, bao nhiêu con người, hình ảnh ở ngoài kia nó không thật, cho nên chúng ta dễ rơi vào cái bẫy của cái sự không thật đó. Cho nên muốn làm một cái việc gì, muốn heading out, thì hãy get good directions, hãy tìm hiểu cho thật kỹ. Đó là cái câu nói rất là hay, đó là câu nói mà tôi tặng lại cho các bạn của ngày hôm nay. Câu nói đó là câu nói mà tôi nhận được từ vũ trụ, nhận được từ cuốn sách này. Chúng ta hãy cùng nhau lan tỏa cái câu nói đó cho những người khác, cho ngày hôm nay. Nếu các bạn muốn đưa ra những cái quyết định gì, heading out như thế nào, thì hãy get good directions, nghĩa là hãy tìm hiểu nó cho thật kỹ, hãy thật chín chắn trong cái thông tin mà mình nhận được, suy nghĩ, phân tích nó, rồi hãy quyết định. Ok, tạm biệt các bạn và chúc các bạn một ngày tuyệt vời.